Có thể là ngày hôm nay các bạn ngồi học đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy áp lực, các bạn sẽ cảm thấy khó khăn, các bạn sẽ cảm thấy chán nản và đôi khi muốn bỏ cuộc luôn ấy. Nhưng mà cái con đường mà tiến đến những cái điều vĩ đại thường là những cái con đường khó khăn như vậy. Nếu mà ngồi chơi game, lướt web hay là xem một cái bản tin hay là ngồi xem những bộ phim thì nó rất là dễ dàng và nó rất thoải mái. Nhưng cái điều đấy nó không mang lại cho bạn giá trị này gì cả. Và mình khuyên rằng là nếu bây giờ các bạn muốn đạt một cái kết quả tốt trong kỳ thi trung học phổ thông của mình thì các bạn phải hy sinh những cái điều đấy thôi, không còn cách nào khác. Rồi sau này khi các bạn chặng đường nó đã qua đi rồi, các bạn nhìn lại cái thành quả của mình, các bạn nhìn lại những cái sự cố gắng của mình, các bạn sẽ thấy rằng những điều đấy là những điều hạnh phúc nhất, những điều đấy là những điều không bao giờ mình nối tiếc. Nên là nếu mà bây giờ có thời gian ấy, thì mình vẫn khuyên các bạn là hãy học tập thật tốt, hãy chăm chỉ, hy sinh những cái sở thích của bản thân, những cái mà bản thân mình thường ngày vẫn đang làm, thì mình dành nhiều thời gian cho học tập, thì cái điều đấy nó sẽ giúp ích cho các bạn trong tương lai rất là nhiều. Và mình có một cái câu nói rất là hay như thế này muốn dành tặng cho các bạn, đó chính là nếu các bạn không phải là người đi xây dựng ước mơ cho chính mình thì người khác sẽ mướn bạn về đi xây dựng ước mơ cho họ. Như là học tập thì nó sẽ áp lực rồi, đúng không? Đó là câu chuyện muôn thuở của học sinh lớp 12. Không ai không học, không ai không nỗ lực, không ai cố gắng mà đậu vào được cái trường đại học mà mình yêu thích cả. Đó là cả một cả tương lai của các bạn ở phía trước. Nên là mình cố gắng một chút, mình mệt trong một thời gian nhất định thôi, đúng không? Nhưng mà tương lai sau này mình sẽ đỡ mệt hơn. Thay vì các bạn so sánh xem nhé. Nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta áp lực về cái chuyện học còn rất nhẹ nhàng hơn là sau này chúng ta áp lực vì không có công việc như ý hoặc là đi làm vất vả, thì các bạn chọn đi. Và các bạn sẽ là người đi xây dựng ước mơ cho chính mình hoặc sẽ là người đi xây dựng ước mơ cho người khác. Bạn chọn đi. Một là chọn xây dựng ước mơ cho chính mình, hai là đi xây dựng ước mơ cho người khác. Sao chúng ta cần phải cố gắng học thật giỏi. Con đường học ấy không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường tốt nhất các bạn ạ. Thứ hai, các bạn nhìn xem những họ đang còn kém điều kiện hơn mình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn mình, họ vẫn học giỏi hơn mình. Để sau này các bạn thích một người ấy, các bạn có thể sẵn sàng đứng ra rằng là nói rằng là anh cũng giỏi, em cũng giỏi, nhưng mình cũng không kém cỏi gì. Và học giỏi thì sau này mình sẽ được là tấm gương mang ra để so sánh con người ta, chứ không phải là mình bị so sánh sau mỗi kỳ thi. Và rồi sau này 5 năm, 10 năm sau gặp lại những người bạn của mình, họ thành công đến như vậy, họ giỏi đến như vậy, thì không có lý do gì mà bạn ngồi đây để không cố gắng cả. Và điều cuối cùng quan trọng nhất đó chính là nỗ lực hết sức học tập, thì sau này bạn sẽ thích đến những nơi mà mình muốn đến, thích mua những gì mà mình muốn mua, chứ còn không bao giờ nghĩ rằng là mình phải đắn đo vì đắt thì rẻ mà phải lưỡng lự không mua cái đấy nữa. Bạn nói rằng là bây giờ em chẳng có cảm hứng học tập gì cả, em chẳng biết là mình học để làm cái gì, hoặc thậm chí là em đang kém cỏi mà em không chịu khó em học tập, thì mình cho các bạn một lý do duy nhất nhé. Bây giờ các bạn không cố gắng vì tương lai của mình, không cố gắng vì con đường phía trước của mình, thì các bạn làm sao mà các bạn cố gắng vì người khác được? Các bạn làm sao mà các bạn lo cho người khác được? Rồi sau này về già, đúng không, bố mẹ mình rồi sau này cũng sẽ già đi, rồi sau này mình sẽ có một cái gia đình ở độc lập, đúng không ạ? Thì cố gắng vì điều đấy, và cái cố gắng quan trọng nhất, cuối cùng nhất vẫn là ở bản thân mình, lo cho được tương lai của mình. Sau này các bạn thích gì thì các bạn mua đấy, các bạn thích đi đâu thì các bạn sẽ là đi đấy, chứ bạn không phải phụ thuộc vào người khác, hay là các bạn không thể nhìn cái gương mặt của người khác mà các bạn sống được, đúng không ạ? Các bạn phải sống, phải có lý tưởng, sống có ý chí của cá nhân và quan điểm của cá nhân mình chứ, đúng không? Và mình hy vọng rằng là các bạn được cố gắng ở thời điểm hiện tại, thì ngày mai, ngày kia, hay là tất cả những cái ngày sau này, hoặc là con đường phía trước của các bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn so với thời điểm hiện tại. Còn nếu mà bây giờ các bạn đang cảm thấy không áp lực thì mỗi ngày mai, ngày kia nó lại trở nên áp lực hơn đấy. Nên là mình cũng hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ đang ở cái thời gian là tuổi trẻ, đúng không? Các bạn cũng phải nỗ lực hết sức này, cố gắng hết sức. Mình cũng chưa biết là sau này mình sẽ thành công hay thất bại đâu, nhưng mà ở con đường mình đi ấy, thì mình phải chịu trách nhiệm với chính nó. Không quan trọng là các bạn bắt đầu từ đâu cả, bắt đầu ở đâu, hay là năng lực hiện tại như thế nào. Quan trọng nhất là cái hướng mà bạn đang muốn đến, cái đích mà bạn đang muốn đi, con đường sắp tới mà đang ngã rẽ. Nên là mình cũng chia sẻ với các bạn là thành tích học tập đôi khi có thể hiện tại các bạn đang còn kém hơn người khác, các bạn đang ở mức trung bình khá, nhưng mà thời gian nó vẫn còn đấy mà, 4 tháng,
đủ thời gian để có thể các bạn thay đổi, các bạn có thể cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Quan trọng là ở bản thân mình, làm cái gì cũng thế, cũng phải tận tâm tận lực, đã theo đuổi rồi phải hy sinh một thứ gì đấy. Một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ đồng hồ, các bạn làm việc này rồi thì các bạn sẽ không có thời gian để làm việc khác nữa. Các bạn nhớ như thế, bắt buộc phải hy sinh dành những thời gian ngồi lướt web, chat chít với bạn bè lung tung, thì các bạn thay vào đấy, các bạn bù đắp lại cái khoảng đấy để học những kiến thức mà mình đang còn thiếu. Các bạn thấy không, những người giỏi họ đang còn nỗ lực hơn chúng ta rất là nhiều, họ vẫn đang thức khuya, họ vẫn đang dậy sớm và họ vẫn đang lấy cố gắng 0,2, 0,25 điểm 1 để làm sao để có cơ hội bước vào những ngôi trường mơ ước của họ. Còn bạn thì sao? Khi nhận biết được mình đã yếu rồi, mình đã kém rồi mà còn không chịu cố gắng thì các bạn nghĩ rằng là mình sống để làm gì? Và trong khi cái thời gian tuổi trẻ của mình ấy, đúng không, nó đẹp nhất, nó tuyệt vời nhất, nó vẫn là cái thời gian mà chúng ta bỏ công sức ra để theo đuổi một cái đam mê nào đấy, theo đuổi một cái mục đích nào đấy, chứ không phải là để chơi. Nếu mà thời gian để chơi ấy thì mình cảm thấy là nó cuộc sống này quá là vô bổ, và mình nghĩ là cuộc sống này nó phải là khó khăn, và có khó khăn mới đi giải quyết những khó khăn đấy. Và mình tin rằng những bạn 2K4 đang đứng trước cái ngưỡng cửa của cuộc đời, đang đứng trước cái ngưỡng cửa của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, các bạn hãy cố gắng nỗ lực một lần thôi, mình thử một lần xem là mình có đạt được những cái điều mình muốn không, đúng không ạ? Không có gì là thất bại cả, nỗ lực lần này không được thì mình nỗ lực thêm lần khác, đúng không? Nên là cứ thử sức mình, cứ thoải mái tinh thần và nỗ lực nhiều hơn nhé. Một điều mà trước khi mà các bạn tìm hiểu một bất cứ một cái ngành nghề nào đấy, hoặc các bạn đăng ký chọn một cái ngành học nào đấy ấy, thì các bạn đừng nghe người khác nói là ngành này học xong sau này ra thất nghiệp, hay là học ngành này xong không có tương lai, hay là như thế nào đấy. Mà quan trọng nhất là cái hướng đi mà các bạn chuẩn bị bước đi ấy, thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ những cái khía cạnh của nó, đúng không? Và các bạn phải tin được cái con đường mình đi trong tương lai, các bạn phải tin được cái con đường mình sẽ bước, các bạn phải luôn luôn nghĩ những cái điều tích cực hơn đấy, đúng không? Chứ còn người ta không đạt được thì tất nhiên là người ta sẽ nghĩ cái điều tiêu cực, và người ta sẽ khuyên các bạn những cái điều tiêu cực đấy. Và trong cái lĩnh vực lựa chọn ngành học, trường đại học cũng vậy, thì các bạn đã chọn một chuyên ngành nào đấy thì các bạn phải kiên quyết, có cái sự kiên định hơn trong cái quyết định đấy, trong cái lựa chọn đấy, để các bạn vượt qua những cái khó khăn. Thực ra thì ngành nghề nào nó cũng cái khó của nó cả, mà nếu chúng ta đi đến được cái đích cuối cùng thì chúng ta phải vượt qua khá là nhiều cái sự gian nan, vất vả và khó khăn đấy, thì chúng ta mới đạt được cái sự thành công trong nghề nghiệp của mình được. Giờ mà các bạn tự hỏi là mình lười học còn người khác là chăm chỉ học không, nó khác nhau chỉ có một điều duy nhất thôi, đó chính là cái người khác ấy, họ có mục tiêu học tập cụ thể, mục tiêu của họ trong tương lai, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu về điểm số. Còn các bạn ấy thì các bạn không có định hướng này, thứ nhất là các bạn không có định hướng, thứ hai nữa là các bạn không có mục tiêu về điểm số, và các bạn phó mặc cho tất cả mọi thứ, tức nghĩa là phó mặc cho số phận ấy, là cuộc đời mình đi về đâu thì mặc kệ nó, đúng không? Còn nếu mà họ đã có mục tiêu, có động cơ đằng sau cái việc học rồi thì họ học rất là chăm chỉ, và họ sẽ có cảm hứng, và họ sẽ biết cách để làm sao đấy mà đi lên bằng chính con đường học tập đó. Và nếu mà các bạn không biết được cái giá trị cuối cùng của việc học ấy, kể cả cái việc học các bạn học cấp 3, ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, và sau này các bạn đi học đại học cũng thế, thì nó cũng đều dựa trên chính yếu tố, đó chính là động cơ và mục đích học của bạn là gì. Hãy tìm ra một điểm đấy thôi thì các bạn sẽ có cảm hứng. Lấy cái cảm hứng đấy từ đâu cũng được, từ chính bản thân mình, từ những cái sai lầm trong quá khứ, hay là từ những lời nói của người khác, hay là từ những cái việc xung quanh mình, gia đình mình, bố mẹ mình, kể cả bản thân mình thế, thì đó chính là cái cảm hứng tốt nhất để giúp cho các bạn có tinh thần học tập đi lên. Và chúc cho các bạn trong giai đoạn cuối này, 3 tháng cuối, thì các bạn sẽ có những cái hành trang học tập thật là tốt nhé. Ngày hôm nay đã có chính thức ở lịch thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là vào ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9. Thì còn 78 ngày nữa thì các bạn đã có kế hoạch gì ôn thi cho mình chưa? Mình học tập đến đâu rồi? Và trong cái quá trình mà các bạn học tập thì có vấn đề gì còn gian nan không? Các bạn có thể comment dưới video này và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Còn bạn nào mà muốn nhận được cái lộ trình học hay là một cái kế hoạch để chúng ta học trong 78 ngày cuối cùng này, thì các bạn có thể để ở một cái comment nào đấy ở dưới video này, mình có thể tư vấn cho bạn thêm. Và một điều hơn nữa thì mình nhìn nhận thấy rằng là kỳ thi ấy,
nó đã đến gần rồi và nó đã có cái lịch cụ thể rồi. Và bây giờ mình nghĩ rằng là một kế hoạch ôn thi nó sẽ giúp ích cho các bạn để bám sát vào đấy chúng ta có cái kế hoạch ôn thi tốt nhất cho kỳ thi này nhá. Có bạn nào ở đây kiểu là mình đang ôn thi ấy, sau đến giai đoạn nứt rút rồi nhưng mà mình lại mất đi được cái động lực của mình ngay từ ban đầu. Giống như là mình thấy người khác học giỏi hơn mình này, người khác họ có định hướng cho tương lai cho mình này, thi trường ngành này, trường này. Còn đến bản thân mình thì nhìn lại thì nó không mất dần đi và càng đến cuối thì mình mất dần đi cái động lực để ôn thi. Yên tâm, mình có một cách để chỉ cho các bạn rất là hay luôn. Đó chính là khi mà các bạn mà bị áp lực quá hay là các bạn bị stress quá cho cái việc học tập của mình, các bạn hãy cố gắng điều phối lại, thứ nhất về cái thời gian học tập cho nó chuẩn, được chưa? Thứ hai là có một cái kế hoạch, hay là có nói cách khác là thời gian biểu đấy mà mình học tập cho nó gọn. Thứ ba đó là mình áp dụng cái lối sống tinh giản lên một chút, tức nghĩa là đơn giản hóa một cái vấn đề nào đấy, kể cả vấn đề học tập đó bạn. Đừng quá đặt nặng vào cái thành tích, hay là đừng quá đặt nặng rằng là mình phải thi đậu trường này, thì mình cứ cố gắng hết sức là được và có mục tiêu và mình học tập trong vui vẻ thì nó mới vào được nhá. Có nên đi học đại học hay không? Với câu hỏi này thì mỗi bản thân, mỗi cá nhân của mỗi bạn ấy phải tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. Mình không thể đưa ra lời khuyên cho chính bạn rằng là có nên hay là không nên được, mà câu hỏi đấy là dành cho bạn trả lời. Thực tế nếu mà bạn cảm thấy con đường đại học không phù hợp với bạn, bạn có thể đi làm luôn, hoặc là các bạn ráp ria lại, đó cũng là một ý tưởng rất là hay để bạn có thể đi làm và trải nghiệm và sau này bạn có thể quay lại đi học. Còn không thì bạn có thể chọn đại học và tiếp tục con đường phát triển của mình. Và mình, nếu dưới góc độ quan điểm cá nhân của mình, thì mình cảm thấy là đi học đại học nó vẫn tốt hơn so với tất cả những con đường khác. Nó sẽ giúp cho các bạn mở rộng được nhiều cơ hội hơn và các bạn được đi ra, các bạn được trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc ở đại học.